Miền quê Đông Bắc thân thương chào toàn thể quý vị khán giả của kênh Miền quê Đông Bắc. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn sẽ trải nghiệm một ngôi nhà rất là đẹp và khang trang giữa đại ngàn núi rừng. Đấy, một ngôi nhà của một cặp vợ chồng trẻ và một ngôi nhà được xây dựng rất là bài bản và nội thất bên trong thì cực kỳ là đẹp. Và các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như là để theo dõi những size video về những ngôi nhà tại vùng quê. Nào, còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy cùng Miền quê Đông Bắc chúng ta sẽ vào phía trong ngôi nhà để tham quan nó về phần nội thất cũng như là phần trần cũng như tất cả những cái hợp lý ở trong ngôi nhà này. Nào, xin mời các bạn hãy cùng theo chân Miền quê Đông Bắc, chúng ta hãy trở vào trong nhà nào. Đây anh em có thể quan sát là các cái mép đây là sau này sẽ được bưng xuống dưới này nhé để tạo thành một cái khung buồng. Ở đây là một góc này, phía bên này là một phòng, đây là một phòng, còn ở các cái là để góc học tập của các cháu ở ngay trong này đây. Và bên này là có một cái lối để người ta lên quan sát ở bên chân nhé, có một cái lối hầm xuống thẳng xuống. Còn ở chính giữa phòng thờ này được đặt một bộ sập rất là sang trọng. Đây và ở ngay phía bên trên là ba cái trần hộp được sóng đôi, nó giật hai hộp nhé các bạn nhé, giật một tầng và một hộp ở giữa có lắp ba cái đèn vuông này và hai bên là hai cái quạt. Còn các cái hệ thống ánh sáng này được lắp đều ở các cái góc. Các cái mắt trắng đây là các cái bóng đèn led này các bạn nhé, ở ngay giữa bên đường có này. Và cái góc bên này là một cái phòng nữa, đây là một cái phòng sau này cũng được bưng xuống đây thợ đang làm. Còn các cái bên này thì tận dụng được một cái dàn kệ vào trong rất là đẹp luôn. Không gian nhà gỗ nhé các bạn nhé, ở các cái vùng nông thôn người ta tại sao mà bỏ rất là nhiều tiền để làm nhà gỗ và ưa chuộng nhà gỗ là nó như thế này đó. Ở dưới thì rộng thanh thang luôn các bạn có thể thấy nhà trên 100 mét vuông, rất là rộng luôn. Đây ở dưới này ngồi thế nào cũng được này, đây là bên này phía đang thi công rất là đẹp. Đây mình chỉ kết cái bộ trần này nhìn nó làm rất là tỉ mỉ và rất là đẹp luôn. Trần tôn này đường cái đặc điểm của nó là nó không cong vênh các bạn nhé, màu tươi sáng không bám nhện, rất ít khi bám nhện luôn. Đấy, còn được cái mái bên trên đẹp, cái mái nhà nó đã đảm bảo rồi mà được một cái chân thế này nhìn rất là sang trọng nhà luôn. Đây và sau khi bước ra khỏi cửa thì các bạn có thể thấy là nhà được bắn mái theo một cái hướng chiều góc nắng rất là đẹp. Nhà này thì mát tuyệt đối. Đây bắn mái rất rộng cả bên này nữa. Đấy, rất đẹp, các bạn để ý không? Đây các bạn có thể quan sát góc này đây, giữa đại ngàn núi rừng này. Đây một ngôi nhà được xây và thiết kế rất là bài bản luôn. Có cái gian nhà bếp ở bên này rất là rộng luôn này. Và hệ thống công trình phụ bên ngoài, bể nước. Bể nước bên ngoài và ở ngay góc mái này rất là đẹp luôn. Đằng sau, phía đằng sau mình sẽ lấy góc khác để các bạn nhìn xem rất đẹp nhé. Đây là một cái góc khác của căn nhà này. Các bạn nhìn thấy là phía đằng sau nhé, có tựa vào hướng núi rất là đẹp luôn. Gia đình có trồng mấy gốc cây cảnh để cho tạo không gian cho nó mát. Đây là một góc khác của một cái cũng là của ngôi nhà này các bạn nhé. Đây thợ đang làm kia, còn các bạn có thể nhìn thấy là giữa một cái triền núi như này và ngôi nhà được tọa lạc vào một mảnh đất rất là rộng luôn. Đây là cái khuôn viên vườn của gia đình nhé. Vì vệ sinh khép kín rồi nhưng mà gia đình vẫn bố trí một cái nhà vệ sinh ngoài kia. Và đây là khu vực để chăn thả này.
gà ngan rồi lượn. Đây là một cái khu vườn rất là rộng đây, các bạn có thể nhìn thấy cảnh núi đấy hướng về. Thực ra nhìn thế này thì góc máy mình không lấy được những cái hướng thì nó rất vô cùng là tuyệt đẹp luôn. Còn ở đằng trước này thì nó có cái vườn keo đây rồi, nhưng mà phải nói là nhà có một cái vị trí rất là mát mẻ. Đây, sự cố gắng bao năm của các bạn trẻ đi công ty ấy, trở về để mà đầu tư công trình nhà này cũng rơi vào trên 500 triệu rồi. Rất là đẹp, một cái giá cả rất hợp lý. Vâng, các bạn có thể quan sát đây là một cái góc đằng cuối của ngôi nhà về hướng phía hướng đồi núi kia. Hôm nay thời tiết nó râm, nó không nắng các bạn nhé, nên là nhìn về mái này gia đình chọn phối là cái nền màu bên ngoài này xanh ngọc, và cái tường bên trong rất là hợp lý nhé. Mình sẽ cùng các bạn vào trong bên phía bên trong nhà để xem lại một lần nữa nhé, các cái quang cảnh bên trong nhé, cũng như sân nhé. Đây, về phía thềm nhà thì các bạn có thể để ý là hai cái ô này là để cho ánh sáng nó lọt vào bên trong nhé. Còn các cái góc và theo cái diềm xây hướng này thì cái không khí nó thổi vào này để nó điều hòa điều tiết cho phần mái và phần trần nhé. Phần trần thì nằm ở phần ngang này các bạn nhé, nó tạo thành các cái hộp và đưa lên. Còn ở cái phần mái là phần hở để gió nó vào, nó điều hòa cho cái giữa phần mái và phần trần nhé, để nó tạo độ thoáng mát. Vâng, đây là một cái góc ấy của ngôi nhà này. Công trình phụ được làm rất là to đây, có hệ thống khu vực này khoan nước giếng khoan nhé, một bình ở bên trên và một bình ở dưới để phục vụ tất cả các hệ thống nước. Nói chung là tất đầy đủ tiện nghi luôn. Còn phần nhà bếp thì quay ra hướng này và phần nhà to thì được quay ra hướng ngoài. Sân rất là rộng đây nhé các bạn nhé. Sân ở đây còn thiết kế một cái bể kiếng nữa, ở đằng trước là được một cái vườn này. Một cái vườn rất là đẹp luôn, để trồng rau rồi các thứ. Đây là do đang thi công mộc nên là các cái bụi nó bay lên mái nó bám, chứ bình thường mà sau một cơn mưa đi là nhìn sáng rực luôn nhé các bạn nhé. Đây là một cái khu cửa lên nhà bếp và có cửa lên nhà trên luôn. Cửa vào bếp và có mái lên nhà trên luôn nhé các bạn nhé, rất là tiện lợi luôn. Đây đang thi công thêm một bộ sập nữa, sập tranh nữa và một số ít cửa để bưng vào cái kia, rất đẹp luôn. Nào bây giờ các bạn sẽ cùng mình vào trong để soi lại một lần nữa để nhìn lại bên trong nội thất gia đình nhé. Đây thường đây được chuộng đóng sập rất là thanh cảnh, nhìn rất đẹp luôn đấy các bạn nhé. Đây để tạo được cái nội thất trong với trong ngôi nhà đây. Đây ngay sau khi các bạn bước lên thềm cửa thì nó sẽ những cái nội thất bên trong nó sẽ thể hiện được sự sang trọng của một cái căn nhà gỗ. Cột hai bên cột thì được mài giũa và sơn bóng rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ xoay sang góc bên này đây. Đây là một không gian rất là mở rộng, có cánh cửa rất là to xuống bếp đây. Toàn bộ nhà bếp dưới cũng rất là rộng nhé. Khu bên trên này thì sau này sẽ được khép kín. Bên này là một phòng này, và phòng thờ ở chính và một phòng bên cạnh này nữa. Và không gian mở thì giả dụ như mà có một cái sập ở đây này rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn có thể cùng mình ngắm nhìn lại đây về trần nhé các bạn nhé. Các cái hệ thống đèn ở bên dưới và đèn trang trí bên trên được lắp rất là hài hòa so với màu trần. Trần này thì đội thợ người ta thi công, người ta đang làm cả kẹp cột nhé, rất là đẹp luôn. Cắt chia rất là cả bên này này. Cảm giác rất là sóng đôi và đẹp. Đấy, các bạn có nhu cầu thi công về trần tôn này cho nhà gỗ hay là nhà xây thì mình sẽ cho số điện thoại ở bên dưới phần mô tả video nhé, để chúng ta các bạn có nhu cầu thì gọi thợ để thợ tư vấn nhé, để thi công nhé các bạn. Ở khu vực Chiêm Hóa, Lâm Bình rồi các cái xã lân cận hoặc là một số huyện ở gần, nếu mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với đội thợ. Mình sẽ cho số điện thoại ở phần mô tả video để khi các bạn cần làm thì chúng ta có thể liên hệ với thợ để được tư vấn và thiết kế. Mình sẽ soi lại một lần nữa để có một số anh em thợ đi làm thì có thể nhìn chúng ta tưởng tượng ra được là cái trần nó như thế này. Đây nhá, đây là toàn bộ một ô của bên một trần này, các bạn có thể nhìn thấy các nếp gấp và các sóng rất là đều tăm tắp luôn, và phào chỉ được làm rất là đẹp, rất sang trọng, sáng màu. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn, màu sơn tường nó tạo lên một cái hiệu ứng sáng. Đây là mình không bật đèn nhé, ở tuy là ấy nhưng mà mình không 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 cần hiểu. Đây các bạn có thể nhìn thấy các bóng đèn mình chưa bật lên, cái nào bật lên thì còn đẹp nữa, nhưng đây mình muốn quay để tự nhiên rồi thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn soi rất là đẹp luôn.
Qua video này nếu các bạn có nhu cầu làm thì các bạn hãy xem ở dưới phần mô tả video nhé. Mình sẽ để lại số điện thoại của thợ thi công độ này để các bạn có thể liên lạc và tư vấn để làm nhé các bạn nhé.